Đấng Quan Âm oai thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan quan ai thế âm cứu cò đỏ lành hệ Ngài nghe tiếng chanh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài làm từng khói ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vô trang diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính Bắc thành Việt Nam ơi. Một cảnh tiếng mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn đồ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua
mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Thân Tùng Tòa Khởi Thiện Đáng Hữu Kiên Hiệp Chương Ứng Phật Nhĩ Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Tương Nhờ Vô Lượng Ba Thế Quán Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Nhất Tâm Xưng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát Tấn Thời Quang Kỳ Âm Tinh Nhi Đăng Giải Thoát Như Hữu Trì Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do Thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vì Đặc Thì Sở Phiêu Sưng Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Sứ Nhượng Hữu Ba Thiên Vàng Ưng Chúng Sanh Vì Cầu Kiệm Ngân Lưu Ly Xa cơ mà não sáng ngô vánh trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhược hữu này chỉ nhân nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh Quán Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đang giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ ác nhãn thì chi huống phục gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia thoa kim hề kỳ thần xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắng giải thoáng nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư tư hoán tạc đương đăng giải thoáng chúng thường nhân văn câu phá thân ngôn nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đa hư
được đà sân nhuế thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát thường đăng ly sân. Nhược đa ngũ si thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát thiện đăng ly si vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thì đăng đại oai thần lực. Đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam. Thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bằng đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hoa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bân ca cùng tân vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý Bồ Tát bánh phần ngôn thế tôn. Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà lợi giới văn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát. Thiền nam tử như hứa quán độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bích chi Phật thân nhi vì thuyết pháp ứng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyên pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thích thân nhi vì thuyên pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyên pháp ứng di đại từ tại thiên độ giam từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đắng độ gia tân hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đắng độ giam từng hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ứng di thân nhi vì thuyết pháp ứng di trường giả thân đăng độ giả từng hiện trường giả thân nhi vì thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ giả từng hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng độ giả từng hiện tế quan thân nhi vì thuyết pháp ứng
Đức Hiền Bà La Môn thân nhi vị thuyết pháp ứng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thần đẳng đô giá thân hiền tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp ứng di trường giá cư sĩ thế quan Bà La Môn phụ nữ thân từng hiền vô nữ thân nhi về thuê pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuê pháp ứng di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đắng đồ gia thân gia pháp mừng di chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuê pháp phò thần y thì văn thế âm bồ tát thành từ nhờ thi công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ngưng đường như cái tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Dạng Cô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cung Dường Quán Thế ta tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm như thời phần ca quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát y bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca la hòa la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tần y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tần y bồ tát di kệ vẫn về thế tôn diệu tướng kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vị quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thị đa thiện ứng phân phan đại thánh tình nguyện Ngà vì như lừa thuyết văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh. Niệm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quán âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quán âm lần bất năng tồn nhất mau
hoàng trì oan tận nhiễu ca trăm đau gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi từ tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần nào tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chưa đại vô niệm bi quan âm lớn thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô xá bân hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lôi chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh năng vì tăng y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì địa bồ tát tơ thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam đường trì thế nhãn không đứng ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni ba di hồng 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 bác di hồng an ma ni 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 bác di hồng
ni bát di hồng ăn ma 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 ni bát di hồng ma ni bát di hồng ăn 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 ma ni bát di hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế
Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Ma sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xá lợi từ thì chư phá không tương bớ sanh bằng gì bận cơ bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sống vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư phật y mạng nhà ma la mận đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri mạng nhà ba la mận đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hưng cô thiền mạng nhà ba la mận đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng đam bà tì a di đi đa tỳ ca lăng đa a di đi đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa tỳ nam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đa a di đi đa tỳ ca lăng đa ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sáng ê tướng hào quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên ban nguyện độ chúng sanh cử âm âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô ta
Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm oai thần lòng lòng. Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, này nếu ai có một niệm lành, ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa Đoan Trang, diệu trang vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả, sau cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu, phổ hiện chứng thánh đền bù công lao. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiếng mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối. Đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha.
miền Nam hải núi Phổ Đà, trú ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài: oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay, cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, đưa tới làng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành, vô biên thắng phước giải hồi hương, ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, tông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cứu vấn liền phù màu hoa cài kiến phần ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bằng lữ, nguyện gì từ không đứng ngang. Phố cầm những thế ngang
Nguyện